Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay, các cửa hàng kinh doanh không thiết yếu đã bắt buộc phải đóng cửa, tạm dừng hoạt động. Nhiều doanh nghiệp, cơ quan khác cũng cho người lao động nghỉ việc tạm thời, rất gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất. Một số doanh nghiệp thậm chí còn phá sản, người lao động bỗng dưng không có việc làm. Vâng, mất việc đồng nghĩa với việc cuộc sống hàng ngàn lao động sẽ bị ảnh hưởng xáo trộn. Và để chia sẻ bớt khó khăn của người dân, chính phủ sẽ hỗ trợ cho những người bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. Theo đó, chính phủ sẽ dành 30.000 tỷ hỗ trợ cho những người bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. Cụ thể là hỗ trợ trực tiếp hộ nghèo 1 triệu đồng một người một tháng. Trước mắt hỗ trợ 3 tháng, tháng 4, 5, 6. Hỗ trợ cho một bộ phận đối tượng bảo trợ xã hội, người có công với mức hỗ trợ 500.000 đồng một người một tháng. Với người lao động có hợp đồng làm việc với doanh nghiệp nhưng phải nghỉ việc, làm việc bán thời gian, nghỉ không lương, giảm thu nhập, mức hỗ trợ dự kiến là 1,8 triệu đồng một người một tháng, tức là 50% lương tối thiểu. Trước mắt hỗ trợ cho 3 tháng, tháng 4, 5, 6. Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu các doanh nghiệp phải đảm bảo nguồn chi trả thêm tối thiểu là 50% lương tối thiểu hàng tháng. Để hỗ trợ khó khăn vì dịch bệnh, Bộ Công Thương đã đề xuất các hộ gia đình có thể được giảm 10% giá điện trong 3 tháng. Ngoài điện sinh hoạt, thì Bộ Công Thương cũng trình chính phủ giảm giá điện sản xuất, kinh doanh, miễn giảm giá điện cho các cơ sở phòng dịch. Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng công ty cấp nước Sài Gòn, Sawako cũng đã báo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để miễn tiền nước tháng 3 từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 cho gần 26.000 hộ nghèo, cận nghèo và các khu cách ly tập trung phòng COVID-19. Sawako cũng cam kết đảm bảo cấp nước an toàn, liên tục ổn định cho người dân, đặc biệt là trong mùa khô, hạn mặn và giai đoạn quyết liệt phòng chống dịch COVID-19.